Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, tạo ra nội dung video chất lượng cao là chìa khóa để thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu. Sau đây là 7 công cụ AI hàng đầu mà các doanh nghiệp nên biết để nâng cao chiến lược marketing của mình. Gravity giúp bạn nhanh chóng viết ra những kịch bản video sáng tạo và hấp dẫn. Công cụ này cực kỳ hữu ích cho các doanh nghiệp muốn sản xuất nhiều nội dung mà không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian vào việc sáng tạo. Với Gravity, bạn có thể tạo ra nội dung chất lượng cao phù hợp với từng chiến dịch marketing của mình synthesia cho phép bạn biến văn bản thành video với giọng nói tự nhiên và các nhân vật ảo đây là một giải pháp tuyệt vời cho các doanh nghiệp muốn tạo ra các video giới thiệu sản phẩm hướng dẫn sử dụng hay thậm chí là các chiến dịch quảng cáo mà không cần đến diễn viên thực tế với synthesia việc cá nhân hóa nội dung video trở nên đơn giản và hiệu quả hơn twitter giúp bạn biến lời nói hoặc văn bản thành các video hấp dẫn chỉ trong vài bước Công cụ này rất hữu ích cho các doanh nghiệp muốn tạo ra video từ các bài viết lâu, bản tin hoặc các bài viết dài. Twitter giúp biến nội dung tỉnh thành video động, thu hút sự chú ý của khách hàng. Descript là công cụ chỉnh sửa video và âm thanh mạnh mẽ, cho phép doanh nghiệp chỉnh sửa, cắt ghép và nâng cao chất lượng video một cách dễ dàng. Với Descript, việc sản xuất video trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, giúp bạn tối ưu hóa nội dung để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả. InVideo cung cấp một loạt các mẫu video, hiệu ứng và công cụ chỉnh sửa trực quan, giúp bạn tạo ra các video marketing ấn tượng mà không cần kỹ năng chuyên môn. Dù bạn cần tạo video quảng cáo, video truyền thông xã hội hay video giới thiệu sản phẩm, InVideo đều có sẵn những công cụ cần thiết để biến ý tưởng thành hiện thực. Lumen5 biến các bài viết hoặc nội dung văn bản của bạn thành những video đẹp mắt, thu hút đây là công cụ lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn tái sử dụng nội dung cũ hoặc biến các bài viết blog thành video mà không tốn nhiều công sức. Với Lumen 5, bạn có thể dễ dàng tạo ra những video mang tính giáo dục hoặc thông tin để tiếp cận khách hàng. Adobe Podcast giúp loại bỏ tiếng ồn nền và nâng cao chất lượng âm thanh cho video của bạn. Đây là công cụ quan trọng cho các doanh nghiệp muốn sản xuất video với âm thanh chuyên nghiệp mà không cần phải đầu tư vào các thiết bị thu âm đắt tiền. Với gói Israel Premium, bạn có thể tận dụng tối đa các tính năng nâng cao để đảm bảo âm thanh hoàn hảo cho các chiến dịch marketing của mình. Những công cụ AI này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn nâng cao chất lượng nội dung video của doanh nghiệp. Từ việc viết kịch bản, tạo video đến chỉnh sửa âm thanh và hình ảnh, các công cụ này là trợ thủ đắc lực giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra những nội dung video chuyên nghiệp và hiệu quả. Hãy tận dụng sức mạnh của công nghệ AI để nâng tầm chiến lược marketing của bạn ngay hôm nay.